Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách tạo tài khoản ID Apple một cách là đơn giản như sau. Thì nhiều bạn ấy thì đang gặp thắc mắc là không tạo được tài khoản ID Apple vào năm 2024 này ấy. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn như sau này. Thì đầu tiên ấy, thì các bạn vào trong phần icloud.com hoặc là các bạn trực tiếp ở trên điện thoại của bạn ấy, các bạn vẫn có thể cài được. Thì ở đây thì các bạn nhấn sign in ở đây này. Sau khi mà mình nhấn sign in ấy thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một dòng, nếu mà các bạn có rồi thì các bạn chỉ điền vào, còn không có thì các bạn sẽ tiến hành là tạo tài khoản mới ở dưới này này, tạo tài khoản Apple ID này. Thì ở đây ấy, thì các bạn điền cái thông tin của các bạn vào đây, được chưa? Họ tên của các bạn vào đây, sau đó điền cái quốc gia của bạn, ví như ở đấy các bạn Việt Nam, các bạn điền Việt Nam, ngày tháng năm sinh vào đây, được chưa? Đấy. Ở đây ấy, thì các bạn sẽ chú ý cho mình, đó chính là ví dụ như ngày tháng năm sinh ở đây ấy, thì các bạn chú ý là các bạn có thể điền cái thông tin của chúng ta khác đi một chút. Ví dụ như các bạn là sinh năm bao nhiêu ấy, ví dụ như ở đây các bạn bắt đầu từ, để chính xác ấy, thì các bạn trên 18 tuổi các bạn nhá, trên 18 tuổi cho mình đấy, thì để cho nó chắc chắn rồi ạ. Ở đây ấy, thì mình sẽ ghi đại khái là ví dụ như ở đây chẳng hạn đấy. Sau đó các bạn nhập cái tên, địa chỉ email, ở đây mình có địa chỉ email rồi, được chưa? Các bạn nào chưa có email thì các bạn điền địa chỉ email vào các bạn nhé, tạo địa chỉ email mới, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái đuôi a@icloud.com ấy, được chưa? Nếu mà các bạn chạy ở trên điện thoại, không thì các bạn tạo một tài khoản mới, các bạn dùng email cũng được, được chưa? Sau đó các bạn điền mật khẩu. Mật khẩu ở đây ấy, thì mình sẽ điểm để mật khẩu này, mình ghi là mật khẩu, được chưa? Mật khẩu này, cái mật khẩu này ấy, thì nó sẽ khác với tài khoản email, cái địa chỉ email ấy nó phải khác. Đây là địa chỉ email đã được sử dụng rồi hay sao ấy, để mình xem. Ở đây đã được tạo rồi các bạn. Mình sẽ thử xem một địa chỉ email mới. Mình sẽ tạo một địa chỉ email mới. Ở đây là mình sẽ sử dụng địa chỉ email này này. Email này mình có là mình dùng địa chỉ email này đi. Mình sẽ điền mật khẩu khác với mật khẩu này. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, mình khác với cái mật khẩu là khác với địa chỉ email này này. Nếu mà email đã được dùng là không thể sử dụng được. Đây mình email chưa được dùng các bạn nhé. Ví dụ như ở đây là cái địa chỉ email này ghi là phạmvandong.org@gmail.com, được chưa? .org@gmail.com ấy, thì mật khẩu ở đây mình sẽ có thể ghi là như nào nhỉ? Mình sẽ ghi là HTK chẳng hạn. HTK viết hoa chữ đầu HTK 1 dấu cộng, được chưa? 2024 chẳng hạn. Đấy, HTK 2024, để khác cái mật khẩu phải khác với tên địa chỉ Gmail các bạn nhé. Đây mình điền vào đây HTK các bạn, chữ đầu có một chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt. Còn ở đây ấy, mình sẽ ghi là cái Việt Nam này, sau đó điền số điện thoại của các bạn vào, sau đó các bạn xác nhận mã code. Ở dưới này thì các bạn ghi là GR78, được chưa? GR78. Còn ở đây thì các bạn có thể điền mã số, ví dụ như ở đây mình điền số điện thoại, sau đó mình nhấn continue, được chưa? Đấy. Được chưa? Khi mà mình điền số điện thoại vào ấy thì bây giờ mình sẽ nhấn continue để tiếp tục. Sau đó ở đây thì nó sẽ xác nhận qua email. Các bạn thấy chưa? Xác nhận qua email thì các bạn vào lại email để check lại email ở trong Gmail ấy. Bạn đợi một lúc thì cái Gmail của nó sẽ có, ví dụ như ở đây chẳng hạn, đấy, đúng Gmail của bạn, ví dụ như đấy có một mã code là 132872.
Thì ở đây ấy, thì mình sẽ nhập mã code 132872 vào đây, sau đó nhấn tiếp tục. Sau đó lại đến cái số điện thoại, thì các bạn chờ một lúc để xác nhận lại trên số điện thoại của số phone của các bạn, được chưa? Đấy, xác nhận trên số phone của các bạn, sau đó các bạn nhập số phone của các bạn, nhập số mà tài khoản Apple Verify đến số phone của chúng ta. Sau đó các bạn nhấn continue. Các bạn lưu ý là mật khẩu các bạn khác với tên Gmail, khác với tên tên mà các bạn điền. Ví dụ như các bạn tên của các bạn ở trên là như nào ấy, thì khi mà mật khẩu các bạn cũng không được giống với tên, được chưa? Apple thì bảo mật rất là kỹ lưỡng, không như là những cái tài khoản khác, được chưa? Không được trùng tên, không được trùng email mật khẩu ấy các bạn. Những cái con số dễ đoán và dễ có thể nhìn dịch ngược được các bạn. Đấy, sau khi vào như vậy thì chúng ta đã tạo được tài khoản xong rồi. Sau đó thì các bạn sẽ chú ý cho mình, đó chính là các bạn vào, bây giờ các bạn vào trong phần App Store để tải một cái ứng dụng bất kỳ, được chưa? Để set in một cái ứng dụng bất kỳ. Khi vào App Store để set in một cái ứng dụng để tải ứng dụng bất kỳ ấy, thì khi mà tải một ứng dụng lần đầu tiên ấy, thì sẽ cho chúng ta hỏi chúng ta về setup, về cái thông tin, ví dụ như là các bạn sẽ phải điền địa chỉ, các bạn có thể điền địa chỉ hoặc là những cái thông tin ví dụ như là đường này, số nhà các thứ ấy, thì các bạn điền vào các bạn nhé, điền địa chỉ, đường, số nhà là mọi thứ vào. Sau khi điền địa chỉ, số nhà, mọi thứ vào ấy, thì các bạn bấm vào trong cái phần thanh toán ấy, thì các bạn không cần nhập thẻ các bạn nhé, không cần nhập thẻ thanh toán. Đấy, khi mà chạy xong ấy thì các bạn phải nhớ vào trong cái phần đấy thì các bạn mới hoàn thành được bước xác minh cái tài khoản của chúng ta, được chưa? Xác minh tài khoản của chúng ta thành công, được chưa? Đấy, thì các bạn sau đấy thì các bạn không cần phải xác minh nữa. Đấy, lưu ý khi mà các bạn đến công đoạn này tạo xong thì các bạn vào trong phần App Store để tải ứng dụng, như những cái App Store kia là trong cái kho ứng dụng của Apple ấy, thì trên đấy nó có ứng dụng Zalo, Facebook hay là những cái ứng dụng trình duyệt hay là trò chơi ấy, được chưa? Các bạn tải một cái bất kỳ về, được chưa? Sau khi tải một cái bất kỳ về ấy, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta xác minh thông tin về địa chỉ chúng ta, về số đường, số nhà là mọi thứ thông tin thì các bạn điền vào thôi. Ví dụ như số đường của các bạn là đường bao nhiêu thì các bạn điền một số đường bất kỳ vào, địa chỉ của các bạn đang ở khu vực nào, ví dụ như Hà Nội hay là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng hay là Đà Nẵng hay là Hồ Chí Minh gì đấy, được chưa? Điền vào. Đấy, điền vào một số địa chỉ thành phố và Việt Nam vào, quốc gia Việt Nam, country ấy, Việt Nam vào, sau đó các bạn chọn xác nhận là được. Đấy, sau đó mình sẽ ref lại tin nhắn. Đấy, để xác minh mình thử lội ao à. Rồi, ok. Ở đây là mình xác minh lội ao vào. Đấy ạ. Đấy. Ở đây là mình đã đăng nhập xong như này. Đấy, thì có thiết bị device, các bạn có thể đăng nhập thiết bị device vào. Đấy, mình đăng ký rất đơn giản, trên điện thoại các bạn cũng làm tương tự các bạn nhé. Lưu ý là đối với những cái điện thoại cũ hơn, ví dụ như các bạn dùng những cái sản phẩm iPhone 5 chẳng hạn, hay là iPhone 4, 4S chẳng hạn, nhiều lúc các bạn sẽ không tạo được. Nếu mà không tạo được ấy, thì các bạn sẽ phải tạo trên một thiết bị khác. Tạo xong thiết bị khác, các bạn sẽ mới đăng nhập vào thiết bị đó. Bởi vì có những cái thiết bị quá cũ ấy, không có hệ điều hành iOS mới để chúng ta cập nhật lại, thì chúng ta không thể cài đặt được cái, chúng ta không thể tạo được cái tài khoản Apple ID trên thiết bị cũ, được chưa? Ví dụ như những cái iOS cũ, ví dụ như trên iPhone 4S chẳng hạn, chắc chắn là iPhone 4, 4S là không thể chạy được rồi. Đấy, nhiều lúc iPhone 5 là mình thấy hệ điều hành iOS cũng không thể chạy được. Đấy, các bạn gọi là những cái thiết bị đấy, các bạn chỉ có thôi, nhiều lúc là các bạn sẽ không, nhiều lúc đăng nhập vào các bạn cũng không thể tải được ứng dụng bởi vì thiết bị quá cũ rồi, được chưa? Các bạn đã như mình đã nói với các bạn ấy, các bạn sử dụng những cái sản phẩm công nghệ ấy, thì nó thường sẽ bị lỗi thời gian. Đấy, các bạn không thể chung thủy với công nghệ được, bởi vì công nghệ, những cái sản phẩm công nghệ sau một thời gian nó sẽ bị lỗi thời và nó cần được nâng cấp. Đấy, trong trường hợp này nó như vậy. Đấy, nhiều bạn bảo là không tạo được hay là không cài được thì có thể là do thiết bị của các bạn đã cũ quá rồi. Nhiều bạn ấy có những cái thiết bị quá cũ rồi thì không thể tạo được. Mà tạo được mà điền vào nó cũng không thể cài được ứng dụng bởi vì nó quá là cũ các bạn nhá. Đấy, những cái đồ công nghệ là nó hay bị lỗi thời theo thời gian, sau một vài tháng, thậm chí vài năm, thậm chí chục năm, được nhỉ? Nó chỉ là một
trong những cái sản phẩm là lưu giữ lại những cái kỷ niệm mà thôi, chứ nó không 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 còn được là có hiệu năng cũng như là sử dụng đầy đủ những cái tính năng nữa các bạn. Đó, đến đây mình sẽ kết thúc cái video tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nào có câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến tài khoản Apple ID mà không log out, không log in được ấy, không sign in được ấy, thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới phần description video, mình sẽ chia sẻ với các bạn, được chưa? Đấy, ở đây là có 1GB thì các bạn nhớ đăng nhập vào trong cái phần ứng dụng ấy, thì thường nó sẽ có 5GB các bạn, 5GB cái dung lượng iCloud để chúng ta có thể đồng bộ dữ liệu và hình ảnh cũng như là danh bạ, những cái thông tin cá nhân của chúng ta lên cái trang, được chưa? Ok các bạn, bye bye các bạn nhé.